nghỉ chưa? Ở đây chuẩn bị nghỉ đây, có gì không em? Đâu em định bảo anh, bảo là em tỉa cái cây nhãn nhãn vớ vẩn, mà cái cây nhãn ở trước cửa này em tỉa nó thấp xuống để cho cây vải với cây bưởi nó lên có được không? Cây nhãn chỗ nào nhỉ? Cây nhãn trước cửa mà cái quả bé tí không cây nhãn ấy. À thứ tỉa nó đi em, nhưng mà đừng để nó chết đấy nhá. Tức là em tỉa cái nhãn xuống nhá. Ờ nhưng mà nó vẫn còn sống là được chứ nó mái là hết rồi. Ok, ok. Thì là nó chen cây vải với cây bưởi không lớn được, không lên được mầm, không lên không thành quả. Với hôm nọ anh để một ít quần áo cũ đấy để cho anh Tiến anh có mặc được ấy, mặc để mà lao động ấy. Anh để treo, đâu? Anh treo ở ngay trên các cái trụ nhà ấy, ở dưới cái nhà sàn ở ấy. Trên... Như cái áo này là em tưởng áo của Dung. Không, áo của anh đấy, áo quần áo của anh ấy chứ Dung sao mặc được to tướng thế. Áo kẻ kẻ đấy á? Áo kẻ với cái quần, với cái áo cái quần cũ mà. Thế thì em không để yên, chỉ thấy cái áo kẻ treo ở cái cột ở dưới nhà sàn này đấy. Có mấy cái áo kẻ rồi là áo quần kia các thứ đấy, ở các cái cột khác nhau em ạ. Để mà nếu mặc cho đỡ phí. Em lại không thấy, em lại không thấy có túi có chiếc, em cứ tưởng áo của Dung rồi. Thế à? Mà em mặc thì em mặc lại quần chật chứ. Thế à? Em mặc cái Dung mông quần chật. Thế à? Còn em mặc cái mông chật em mà ôi áo của Dung ngày xưa mà Dung cũng to ghê. Mà em mặc cái là chật mông này. Cái áo nó cũng cũ rồi. Cái vai vừa in. Vâng, cái vai vừa in, thế chứng tỏ ngày xưa anh gầy phải không? Ngày xưa gầy. Các cái bộ quần áo cũ để mà mặc mà làm vườn các thứ tốt em ạ. Vâng, em bảo ơi ngày xưa Dung cao hơn. Vâng, em bảo ngày xưa Dung cao hơn mình đâm ra, bây giờ mình mặc hơi dài. Đúng rồi, có cả mấy cái quần cũng như hơi dài thì cắt bớt ống đi là được. Vâng, vừa dưới vườn lên, vừa phát tới rất tối. Ok, cảm, nhé, anh nhé. Cảm ơn Hà nhé. Chào. Dạ vâng ạ.